Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ, nếu trong lần này chúng ta đã mất cơ hội ghi danh để được sắp vào trong một nhóm hội thánh đơn giản, thì khóa tới chúng ta sẽ ghi danh sớm để chúng ta có mặt ở trong các buổi sinh hoạt. Nếu không chúng ta sẽ mất mát lớn. Và cái mất mát lớn hơn nữa đó là khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta không có gì để chúng ta dâng cho Chúa. Và Chúa ngài sẽ đòi tất cả chúng ta đến để chúng ta trả lời về cuộc sống của chúng ta, về cuộc đời của chúng ta. Sau khi tin Chúa, cho đến lúc chúng ta gặp Chúa, chúng ta làm gì với tin vui mà chúng ta đã nhận được và hưởng? Chúng ta làm gì với các ân tứ mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng ta? Chúng ta có làm lợi ra hay là chúng ta đem chôn giấu nó? Chúng ta sẽ được nghe Chúa ngài bảo là hỡi đệ tín, đệ tớ ngài lành trung tín được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa ngươi. Hãy chúng ta sẽ nghe Chúa ngài mắng một câu và đuổi xuống quả ngục đời đời, đó là hỡi kẻ đệ tớ gian ác, và bảo những đệ tớ khác ném nó vào nơi có khóc lóc nghiến răng. Anh chị em, chúng ta cần phải chuẩn bị cho ngày đó, vì ngày Chúa Giêsu trở lại đã rất rất gần rồi. Thảm họa của chiến tranh nguyên tử trong tuần vừa qua đã đến những cái giây phút mà chúng ta nghĩ rằng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và theo một cuộc nghiên cứu của những người nghiên cứu về sức tàn phá của bom nguyên tử, thì người ta nghĩ rằng sẽ có 25% dân số ở trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng khi chiến tranh nguyên tử xảy ra, và có thể lên đến 1/3 dân số trên thế giới sẽ chết trong những ngày khó khăn đó. Ngày của Chúa trở lại rất là gần. Chúng ta thấy những người cầm quyền và có khả năng để có thể cho bom nguyên tử nổ bất cứ lúc nào, họ đang bận rộn chuẩn bị công việc của họ. Ngày của Chúa trở lại, chúng ta thấy rằng đã được lời của Chúa báo cho chúng ta bao nhiêu ngàn năm nay đang ứng nghiệm trước mắt chúng ta. Cho nên nếu chúng ta cứ ngồi lần lửa và chờ cơ hội đến, thì anh chị em, đây là cơ hội. Đây là cơ hội mà chúng ta phải nắm bắt tất cả những khi cánh cửa Chúa mở, kẻ ơn Chúa chúng ta bước vào những cánh cửa cơ hội đó. Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta tại đó và sẽ yểm trợ chúng ta. Nhưng ngài sẽ không gặp chúng ta khi chúng ta ăn không ngồi rồi. Nói đến đời sống thuộc linh, bởi vì Chúa không phí những cái tài nguyên của thiên đàng, của quyền năng của Chúa cho những người không sử dụng. Thì Chúa biết rằng giao trong tay chúng ta cũng sẽ đem cất giấu mà thôi. Nên Chúa ngài chờ đợi ai bước ra, Chúa ngài ban phước trên người đó. Mình xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta sẽ cứ được khích lệ và cùng nhau chúng ta tấn tới trong ơn của Chúa. Chúng ta đang ở trong loạt bài hy vọng. Hy vọng không chỉ là một cái ý niệm hay là một ước mơ trừu tượng, nhưng hy vọng là một thân vị. Hy vọng chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là niềm hy vọng của thế giới của chúng ta. Và chúng ta học về hy vọng ở trong những ngày qua. Hy vọng của Chúa dành cho tội nhân. Hy vọng của Chúa dành cho những người mà chúng ta thấy rằng có những lo lắng về sự nghèo đói ở trong đời sống của mình. Hy vọng của Chúa dành cho những người đã lìa bỏ cha thiên thượng của mình, xoay lưng khỏi ngài và muốn sống một cuộc sống cách ly với Đức Chúa Trời, để chúng ta tìm cái sự tự do, thoải mái, tự do để chúng ta dùng cái danh từ của những người không biết Chúa là chúng ta hưởng cái cuộc sống này. Nhưng mà những người đó đã sống khám phá ra rằng ở nơi xa Chúa, ở xứ người, thì lâm vào trong chỗ túng thiếu, mỗi ngày một tệ hại hơn. Như đứa con quan nàng đã khám phá, có gặp chính mình vốn là một người hưởng một phần gia tài của người cha, có một cái gia tài rất là lớn, và khi cậu tấm thu những thứ đó và đi ăn chơi với phường đĩ điếm, thì phí hết tất cả những tiền của đó, tưởng đó là được sự tự do, nhưng mà cuối cùng thì bị cầm buộc vào ở trong cái cuộc sống xuống dốc đến cái độ tệ hơn con heo. Đem so sánh chính mình với con heo, muốn ăn thức ăn của nó ăn mà người ta cũng không ai cho. Không niềm hy vọng cho những đứa con quan đàn đó, đó là có một người cha yêu dấu ở nhà đang chờ đợi để phục hồi đời sống của họ. Cảm ơn Chúa. Niềm hy vọng đó cũng dành cho những đứa con ở trong nhà mà vẫn lạc mất, như người anh cả. Và chúng tôi được nghe các nhóm hội thánh đơn giản đã báo cáo về là đa số đã nhìn thấy chính mình trong người anh cả này, ở trong nhà
nhưng không hưởng được những gì Cha dành cho. Vì quan niệm sai lầm, cũng như có một thái độ so sánh ganh tị với những người mới, những người lạc mất trở về. Và cảm ơn Chúa, anh em đã thay đổi thái độ của mình và được Chúa ngài ban phước. Hôm nay chúng ta học một cái niềm hy vọng cũng rất là quan trọng, mà tôi cầu nguyện Chúa ngài sẽ ban phước để chúng ta sẽ thấy cái niềm hy vọng này cần phải được nói ra cho nhiều nhiều người hư mất xung quanh chúng ta, để họ biết rằng công đức Chúa Trời yêu thương họ. Luca chương 19 từ câu 1 cho đến câu số 10 cho chúng ta thấy mọi người đều có nhu cầu được yêu thương. Và có một khoảnh khắc ở trong đời sống của con người chúng ta, nó có thể thay đổi cuộc đời của chúng ta. Khi việc xảy ra đó là chúng ta nghe đấng tạo hóa toàn năng, đấng tạo nên vũ trụ bao la này, bày tỏ tình yêu thương của ngài với chúng ta khi ngài lấy chính đích danh của chúng ta và gọi chúng ta. Ngài lấy tên chúng ta và ngài gọi chúng ta. Có nghĩa là ngài biết rất rõ về cuộc đời của tất cả mọi người. Và đấng biết hết tất cả những việc chúng ta làm đó, mà ngài vẫn chọn yêu thương chúng ta. Tin vui này cần được báo cho tất cả mọi người. Có hy vọng cho tất cả mọi người, ngay cả những người thu thuế tội lỗi. Chỉ một vài ngày trước khi bị đóng đinh, Đức Chúa Giêsu đã đến thăm thành Jericho. Khi ngài còn ở ngoài thành Jericho, gần đến thành Jericho, thì có một người mù đã đến xin Chúa ngài chữa lành cho. Và sau khi Chúa ngài chữa lành cho người này, người này ngợi khen Đức Chúa Trời và rao báo cho mọi người ở trong thành Jericho biết về việc Chúa làm. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một cái câu rất là đặc biệt ở trong Luca chương 18 câu số 43: lập tức người mù được sáng mắt, đi theo ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Người được ơn của Chúa, nhận được phước hạnh từ nơi Chúa, phép lạ từ nơi Chúa, rao báo về điều đó. Và cái diễn đàn của anh đã được Chúa ngài cho là kinh nghiệm được gặp Chúa đó, là một cái diễn đàn rất là lớn. Kinh Thánh ghi lại chúng ta tất cả dân chúng, ở đây nói đến dân của Jericho đó, thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Trong đó có một người tên là Sa-chê. Ông là một người tội lỗi khét tiếng ở trong cái thành Jericho này. Ông nghe nói về Đức Chúa Giêsu. Có thể từ những lời ngợi khen cảm tạ của người mù này, anh đã làm một cái quyết định rất là đặc biệt. Đó là anh muốn được gặp gỡ Chúa Giêsu, được gặp mặt ngài, được biết ngài, được nhìn xem ngài. Luca chương 19 từ câu 1 cho đến câu số 10 ghi lại cho chúng ta: Đức Chúa Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố. Tại đó có một người tên Sa-chê, làm trưởng ngành thuế vụ và giàu có. Chúng ta biết những người thâu thuế cho đế quốc La Mã, họ không có nhận lương. Có nghĩa là lương của họ đó là do họ đánh thuế cao những người dân của họ. Mà ông này ông đánh thuế, ông thu góp như thế nào mà trở nên một người rất là giàu có. Có nghĩa là ông đã thu hơn cái số thuế đáng phải đóng của rất là nhiều người. Nhiều đến độ mà khi ông ăn năn, ông thưa với Chúa Giêsu là nếu ông có làm tổn thất ai điều gì đó, ông bằng lòng để đền gấp tư. Có nghĩa là ông đã thu góp một số tiền rất lớn. Nghe cái điều này chúng ta nghe giống như một số những người ở trong những vị trí mà chúng ta thấy họ đã phải mua cái ghế đó, cái chỗ đó. Và công việc của họ là phải thu của dân chúng hay là những người đi lại để trả đi cái vốn mà làm giàu từ nơi cái chỗ đó. Một trong những cái khó chịu của những người sống ở tại nước ngoài khi vào Việt Nam, đó là đi qua những nhân viên của cảng. Thời đại này, văn minh này, mà vẫn còn cái vấn đề là phải cho tiền uống cà phê mới có thể vào nước được. Và khi người ta nghiên cứu và hỏi thì những người này họ trả lời rằng chúng tôi phải tốn rất là nhiều mới được ngồi ở chỗ này. Thật ra bây giờ bắt buộc phải kiếm lại cái vốn của mình và kiếm sống. Chúng ta có thể hình dung ông Sa-chê tới đây ở trong cái khung cảnh đó. Ông chắc là phải bỏ ra một cái vốn rất là đặc biệt để trở nên người thâu thuế cho đế quốc La Mã. Và ông đã có một kế hoạch để làm giàu ở trên tiền đóng thuế phụ trội mà ông tự nguyện quyết định. Sau khi cái tiền thuế căn bản cho người dân nộp cho đế quốc La Mã thì
Số còn lại mà ông có thể trở nên giàu có là bởi vì ông lấy của người. Chúng ta hình dung điều đó. Một tội nhân bị mọi người ghét. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, ông tìm cách xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được. Vì đoàn dân thì đông, mà ông lại là người thấp, người lùn. Vậy sao chơi chạy trước và trèo lên cây sung để nhìn Ngài, vì Ngài sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: hỡi Sa-chê, hãy xuống nào, vì hôm nay ta phải ở lại nhà của ngươi. Sa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước Ngài. Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: người này vào nhà của kẻ tội lỗi mà trọ. Nhưng Sa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa lại: Chúa, này, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Ngày xưa, theo những người nghiên cứu Kinh Thánh thì nếu mà bỏ ra 20% tài sản của mình để bố thí cho người nghèo là một cái người rất là rời rộng đó. Nhưng mà ông tại đây ông hứa với Chúa đó là ông sẽ lấy phân nửa tài sản của ông để bố thí cho người nghèo, là một con số rất là lớn. Chẳng những như vậy, nếu tôi có làm thiệt hại ai bất cứ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu phán với ông: hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Chúa kết luận một câu: xin Chúa cho để chúng ta là những người được tái sanh tin Chúa cũng sẽ nắm bắt được sứ mạng của Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời trong thân thể con người, bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Câu chuyện này ngắn nhưng mà chứa đầy nhiều chân lý tại đây mà tôi tin rằng chúng ta có thể rút tỉa, chúng ta có thể học được. Và điều quan trọng nhất mà tôi xin anh chị em ghi nhớ đó là Chúa biết tên mỗi chúng ta. Đây là lần đầu tiên Sa-chê gặp Chúa, nhưng mà Chúa gọi chính tên của ông. Ý niệm này cho chúng ta thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những tội nhân, cho hết thảy chúng ta lớn vô cùng. Đấng sáng tạo vĩ đại, Chúa toàn năng đã dựng nên tất cả vũ trụ rộng lớn mà chúng ta có thể thấy được bằng mắt của mình. Và những điển vọng kính ngày hôm nay người ta đã chế ra được để nhìn vào trong vũ trụ, thấy được công việc của Ngài đã làm ở trong vũ trụ này, tiếp tục đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Rồi những cái ống kính được đặt ở trên những chiếc phi thuyền đi xa vào trong sao hỏa vân vân, ra ngoài đó lại chuyển về cho chúng ta thấy những hình ảnh của những vì sao, những tinh thể, những dải ngân hà vô số kể ở ngoài kia. Đấng vĩ đại đó yêu thương chúng ta và Ngài đích danh gọi chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài. Ý niệm này xin Chúa cho để thay đổi tấm lòng và đời sống của chúng ta. Chúa lấy tên của Sa-chê mà gọi ông, trong khi tất cả dân chúng ở trong thành Jericho ghét và không gọi tên của ông, chỉ gọi ông là kẻ tội lỗi, người lùn, người thấp bé. Thì Đức Chúa Giêsu đã nhìn lên và Ngài gọi: hỡi Sa-chê. Những người nghiên cứu về phân tâm học, về tâm lý học, người ta nói rằng không có một cái âm thanh nào làm cho lòng của chúng ta sung sướng bằng âm thanh tên của chúng ta, được cái người chúng ta yêu kính gọi chúng ta. Ở đây vua của vũ trụ, Đức Chúa Trời toàn năng vĩ đại lấy tên của Sa-chê và gọi ông. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi cái niềm hy vọng cho kẻ hư mất này và những chi tiết mà chúng ta tìm thấy được ở trong phần Kinh Thánh này. Thứ nhất, chúng ta cùng suy nghĩ Sa-chê là một người có nhu cầu. Sa-chê và những người cùng thời của ông, để chúng ta có thể thấy được bức ảnh ở tại đây. Tôi tin chắc rằng Sa-chê đối với cái nhìn của dân Jericho trông có vẻ như ông ấy là người hạnh phúc, thành công, giàu có, tự hào về mình, tự tin, vì ông là cái người thành công ở trong nghề nghiệp. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta tại đó có một người tên là Sa-chê làm trưởng ngành thuế vụ, trong tiếng Anh là chief tax collector. Trong tất cả những nhân viên của sở thuế, ông là người trưởng của cái ngành đó. Có thể rằng nói rằng cái bậc thang của danh vọng đó, ông lên cao nhất rồi. Trong ánh mắt của những người xung quanh, ông là những người thành công về địa vị. Rồi Kinh Thánh còn ghi thêm cho chúng ta thêm một chữ nữa,
và giàu có. Có địa vị mà có tiền nữa. Thì chúng ta thấy trong ánh mắt và trong định nghĩa của con người chúng ta, Sergei là một cái người có tất cả. Nhưng anh chị em ơi, đó chỉ là một bộ mặt mà được biểu hiện trước mặt mọi người. Vì sự thật là ông là một người đàn ông rất thiếu thốn và bất hạnh. Xin Chúa cho chúng ta cũng có cái nhìn đó. Khi mới bắt đầu học với Chúa 23 tuổi, ở trong cái hoàn cảnh mà Chúa Ngài đặt để, tôi nghĩ rằng khi học trường Kinh Thánh về thành lập Hội Thánh thì tôi sẽ làm việc với những người trẻ tuổi, những thanh niên, bởi vì trước đó Chúa Ngài cho phép để tôi có thể hướng dẫn một cái ban thanh niên từ dưới 10 người mà lên đến hơn 130 người khi tôi rời đó để đi học trường Kinh Thánh. Nên tôi nghĩ rằng chắc mình về sẽ làm việc với những người trẻ. Nhưng mà khi thành lập Hội Thánh thì cảm ơn Chúa, có một người là phó giám đốc ngân hàng của tỉnh Sóc Trăng. Ông là người đã đi ra phổ biến tin tức về Hội Thánh được thành lập. Với cái sự quen biết, ông mời đến trưởng ty cảnh sát, ông mời đến những người bác sĩ, rồi một chánh án ở trong quân đội, tòa án quân đội. Và họ ngồi trong phòng nhóm, thì tôi có những lúc đứng nhìn họ cũng thấy khóc. Chúa con tuổi thì còn trẻ, làm sao con có thể giảng dạy cho những người lớn tuổi hơn mà những người có học thức và kiến thức hơn con rất nhiều. Thì Chúa Ngài nhắc nhở cho tôi, phần của con cứ gặp gỡ ta trong nơi kín nhiệm, nhận sứ điệp từ nơi ta, rồi con làm công việc của người đưa thư, mang thư của người gửi đến cho người nhận, và đó là hết công tác của con. Và hãy nhìn họ với một cái nhìn rằng dù họ có thể thành công, có địa vị ở trong xã hội, nhưng tất cả đều cần được cứu. Con không cần những cái gì họ có, họ cần cái điều con có. Vì nếu đi tìm danh vọng thì chắc là tôi chọn con đường khác. Muốn tiền của thì chắc là tôi cũng phải chọn con đường khác. Nhưng mà chọn con đường hầu việc Chúa và giữ lời hứa nguyện của mình. Nếu Chúa giữ cho con sống, con sẽ dành tất cả những ngày còn lại của cuộc đời của mình để nói về tình yêu và ân điển của Chúa cho những người con gặp gỡ. Con không cần những gì họ có, họ cần điều con có. Không phải từ con, nhưng mà con có một tin vui. Con có cái điều họ rất là cần. Anh chị em hãy có cái nhìn đó. Những người xung quanh của chúng ta, họ có thể có địa vị, họ là bác sĩ, họ là nha sĩ, họ là kỹ sư, họ là chánh án, hay là họ là người có địa vị ở trong xã hội, hay là những ca sĩ, những người nổi tiếng ở trong xã hội. Chúng ta không phải là những người chạy đi tìm những gì họ có và để chúng ta được chút gì, nhưng mà họ cần điều chúng ta có. Tội nhân cần biết một cái tin vui, đó là có một Đức Chúa Trời yêu thương họ và quan tâm đến họ. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta có thể đứng trước mặt tổng thống, đứng trước mặt thủ tướng của một quốc gia, chúng ta có thể đứng ở trước tất cả mọi người để chúng ta chia sẻ cho họ biết điều mà chúng ta đã khám phá, đã kinh nghiệm trong đời sống của mình. Đó là có một Đức Chúa Trời yêu thương họ. Và dù tội lỗi của họ có lớn cỡ nào, có nhiều cỡ nào đi nữa thì cũng không lớn hơn ân điển của Chúa được. Bộ mặt bên ngoài và những gì con người thấy không nhất thiết là cái tình trạng thật trong tấm lòng. Trong trường hợp của ông Sao Chê tại đây, chúng ta thấy điều đó. Rồi về vóc dáng thì chúng ta thấy không phải là điều quá tệ khi một người phụ nữ thấp lùn, thấp bé. Nhưng mà đàn ông thì khác. Một người đàn ông mà thấp bé thì bất lợi trong việc tranh chiến với những người đàn ông khác, và thường không được xem là xứng đôi với phụ nữ cao hơn mình. Và có lẽ ngay từ nhỏ Sa-chê đã bị những người lân cận gọi với cái nhãn cái thằng lùn. Bởi lùn thật. Mà khi người Do Thái mà họ gọi ai là một cái người thấp lùn đó thì chúng ta biết rằng thật như vậy. Thì đa số là người Do Thái, chúng ta biết rằng họ không có chiều cao. Cho đến giờ phút này thế giới chúng ta không thấy Do Thái có sản xuất ra một tay chơi bóng rổ nào cao hơn 6 feet rưỡi. Cho nên khi họ nói lùn thì chắc là rất là lùn. Là một người Do Thái thì ông bị những người La Mã ghét bỏ. Những sử gia của người La Mã họ viết như thế này: người Do Thái thuộc về một thế lực đen tối và ghê tởm. Họ là một quốc gia của những kẻ gian ác và lừa dối.
Một nhà sử học của Hy Lạp vào thế kỷ thứ nhất đã quan sát và thấy rằng người Do Thái coi các dân tộc khác như kẻ thù và thấp kém. Bằng cách cho vay nặng lãi, họ đã gây ra sự khốn cùng và nghèo đói cho các dân tộc xung quanh. Người Do Thái thường gọi dân ngoại là đồ chó. Người La Mã biết thái độ của họ và coi thường họ. Ông làm việc cho đế quốc La Mã nhưng mà bị người La Mã khinh miệt, xem thường. Là người thu thuế, ông lại bị dân của mình ghét bỏ. Cũng giống như ngày nay, thậm chí hồi đó chúng ta thấy hầu như không ai thích nhân viên thu thuế. Những người thu thuế Do Thái là những cái áp bức và được gọi là phản quốc, là bởi vì họ theo đế quốc La Mã đánh thuế nhiều hơn mức yêu cầu, làm giàu bản thân trên xương máu, trên tiền bạc của những người mà họ đã thu thuế. Chắc là Sa-chê là một người có địa vị cao như vậy và giàu có. Chắc nhà của ông cũng đẹp lắm. Mà tôi có thể hình dung những người đi qua đi lại. Tiền của tôi ở trong mấy cái cục gạch đó. Tại ngày đêm có thể ông không nghe, nhưng mà những lời nguyền rủa ông, của những tiếng ai thán của những người dân ở trong thành Jericho, chắc là luôn luôn được nghe đến. Những người Do Thái cho những người thâu thuế là đáng bị cách ly, là những người phung cùi đạo đức. Người Pharisee không nhìn nhận họ trên đường phố và không bao giờ vào nhà của họ. Họ quay lưng và bị khước từ, không được vào các nhà nguyện của Do Thái cũng như được vào đền thờ. Vì vậy trong thực tế mà chịu bên ngoài, ông có vẻ thấy mọi việc là ổn và tốt, nhưng mà bên trong ông là một người có nhu cầu rất là lớn. Bị khinh miệt, bị chửi rủa, bị cách ly, không ai thèm nói chuyện với ông. Chúng ta hình dung ông cô đơn lắm. Ông là người trưởng ngành thuế vụ và giàu có. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy tại đây, lúc ông đi tìm Chúa, không ai giúp ông hết. Và sống ở trong một cái môi trường như vậy, mặc cảm tội lỗi chắc chắn là cũng ở trong đời sống không. Ông có thể suy nghĩ, chắc chắn Chúa cũng đã kết án tôi rồi. Tại sao không? Mọi người khác ghê tởm tôi, chắc Chúa cũng vậy. Công việc của tôi đã khiến cho những người xung quanh đau khổ, tôi cướp đi của họ. Và tất cả những người thuộc về tôn giáo đều hét vào mặt của tôi rằng mày sắp xuống địa ngục rồi. Nhưng anh chị em, bị mọi người khinh thường, chắc chắn rằng ông cũng nghĩ Chúa khinh thường ông. Nhưng mà ông đó, ông Sa-chê đã làm to, phải không anh chị em? Chúa rất là quan tâm đến ông. Kinh Thánh cho chúng ta biết, từ nơi góc cạnh của Đức Chúa Trời thì từ trước buổi sáng thế, Chúa đã định trước cuộc gặp gỡ giữa ông với Đức Chúa Giê-xu. Từ trước buổi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trước buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã định chương trình để tìm và cứu những kẻ lạc mất. Đó là từ phía của Đức Chúa Trời. Có lẽ vì nghe tin về Chúa Giê-xu thì Sa-chê muốn biết Đức Chúa Trời. Và chúng ta hình dung một cái khung cảnh buồn cười này. Một người đàn ông thấp bé đang chạy bên rìa của đám đông, lâu lâu nhảy cố gắng tìm xem, nhón lên để xem coi đấng mà đám đông đang bao vây quanh Ngài đó, hình dáng của Ngài ra sao, gương mặt của Ngài ra sao, mà người ta đồn Ngài quyền năng đến như vậy, đã có thể khiến cho người mù được sáng mắt. Tôi có thể hình dung những người mà họ thấy Sa-chê chen lấn vào, định vào để nhìn mặt Đức Chúa Giê-xu đó, có cơ hội cho nó một cái cù chỏ, vì họ ghét, ông mà. Người đang giàu có thấp bé này với lòng khao khát muốn tìm gặp Chúa, ông đã ăn mặc như một vị vua nhưng lại trèo lên cây sung và ngồi như một con chim. Những người ghét ông chắc họ cũng lại thêm những cái lời phê bình, không biết cái thằng đó bữa nay nó ăn nhầm cái giống gì mà nó làm cái chuyện quái gở như vậy. Chúng ta biết, trong văn hóa của người Á Đông của chúng ta, tuần rồi chúng ta nói đến chạy ở trước đám đông, chạy ở ngoài đường phố là cái chuyện mất cái sĩ diện của một người đàn ông. Nhưng người cha vì tình yêu thương đã chạy ra ôm lấy cổ con của mình mà hôn. Thế đó cũng là cái chuyện khó hiểu với anh chị em. Bởi vì đàn ông Á Châu của chúng ta, trong đó có người Việt Nam, chúng ta không bao giờ bày tỏ tình yêu thương với vợ, với con của mình ở trước đám đông. Vợ chồng mà đi nắm tay với nhau đã bị người ta nói là đồ mất nết.
Cho nên ông phải đi trước, đạo mạo đi trước, bà phải lẻo đẻo theo sau. Sau thời gian bà đổi tài, bà lên trước, ông lẻo đẻo theo sau, không bao giờ đi chung với nhau. Con cái không bao giờ nói rằng ba thương con, đừng nói chi đến hôn con của mình, ôm lấy cổ của nó mà hôn ở giữa đám đông. Rồi chúng ta thấy ở trong cái hình ảnh này, Sa-chê là một cái người giàu có, là một người có địa vị, lại trèo cây. Chúng ta, người Việt của chúng ta mắng mấy cái đứa trẻ mà leo cây, cái thằng đó như khỉ leo cây. Ở đây là một cái người đã có tuổi, có địa vị mà leo cây, thì là một hình ảnh chúng ta thấy rằng không có sĩ diện của một người có chức vụ, có quyền thế. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở đây, vì khao khát muốn gặp Chúa, Sa-chê bất chấp. Cho chúng ta thấy một cái tấm lòng, một cái sự khao khát phải được gặp Chúa của ông. Và đây là điều mà Chúa ngài quý. Ai cũng khao khát được yêu thương, kể cả Sa-chê, con người tội lỗi này. Điều thứ hai chúng ta để ý đến ước mơ của Sa-chê. Ông muốn biết Đức Chúa Trời. Ông muốn gặp gỡ đấng mà ông đã được nghe người ta đồn về ngài. Ông biết, muốn biết Chúa. Câu hỏi của chúng ta trong giây phút này đó là, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có chỉ thỏa lòng với việc nghe nói về Chúa, hay là chúng ta muốn biết Chúa một cách cá nhân? Có nhiều người nghe nói về Chúa đủ rồi, tôi không cần phải học biết Chúa vì nhà thờ. Khi tới nhà thờ thì ông mục sư kể cho tôi nghe những cái kinh nghiệm của ông với Chúa. Những anh chị khác ở trong hội thánh cũng có thể kể cho tôi nghe những công việc, kinh nghiệm về Chúa. Tôi đâu cần biết Chúa làm gì. Nghe nói về Chúa đủ rồi. Tôi đi nhà thờ mà. Tôi cũng đã chịu bắp tem nước mà. Tôi cũng ôm Kinh Thánh đi nhà thờ mà. Và người ta chỉ dừng lại tại đó. Nhưng mà anh chị em, tấm lòng của Sa-chê tại đây nhắc nhở cho chúng ta một điều. Chúng ta phải khao khát sự hiện diện của Chúa. Nghe biết về Chúa sẽ không làm được gì cho chúng ta. Nó có thể khích lệ trong lòng của chúng ta một đôi chút nào đó. Nhưng chúng ta phải biết Chúa. Phải được gặp gỡ ngài. Để chúng ta sẽ kinh nghiệm những điều mà Sa-chê kinh nghiệm và những người khác ở trong Kinh Thánh đã kinh nghiệm. Đó là Chúa, ngài bày tỏ cái tình yêu của ngài và sự quan tâm của ngài trên đời sống của chúng ta đến độ ngài biết tên của chúng ta. Đây là một kinh nghiệm đổi đời của Sa-chê. Khi Chúa lấy tên của ông, gọi ông đó, thì nó đánh mất đi hết tất cả những thắc mắc của ông, những cái đặc giả của ông ở trong tấm lòng mình tội lỗi như thế này. Đức Chúa Trời có thương mình không? Hay là ngài đã vũ sổ trên cuộc đời của mình rồi, bây giờ chỉ có chờ là nhắm mắt tắt hơi là đi thẳng, đi tàu suốt. Xin Chúa cho để tất cả chúng ta sẽ học theo gương của Sa-chê tại đây. Có quyết tâm muốn gặp Chúa. Gặp Chúa mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Và bằng mọi giá phải được gặp Chúa. Được nhìn thẳng vào mặt của ngài. Đây là điều rất là cần anh chị em. Như cây phải nhờ ánh sáng để nó sống, chúng ta cần phải được tiếp xúc với Chúa trong sự hiện diện của ngài. Thì tôi đã chia sẻ với anh chị em, khi Chúa ngài dựng nên muôn loài thì ngài phán với cái môi trường mà cái vật đó hay là cái loài đó được dựng nên, bởi vì nó là môi trường sống của nó. Khi Đức Chúa Trời ngài muốn dựng nên những loài cá, những cái loài bò sống bơi ở trong nước, Chúa nói rằng nước phải sanh những loài đó. Khi Chúa ngài muốn dựng nên cây cỏ thì Chúa phán với đất, đất phải sanh những cây cỏ này. Khi Chúa muốn dựng nên những loài thú, ngài nói rằng đất phải có những loài thú này. Tại sao? Những gì ngài phán với nó chính là môi trường sống của nó. Chúng ta bắt con cá ra khỏi môi trường sống của nó, ra khỏi nước nó chết. Chúng ta bắt con thú sống ở trên đất, bỏ vào trong môi trường của nước nó chết. Chúng ta nhổ cây ra khỏi đất, cây nó sẽ chết. Khi Đức Chúa Trời ngài chuẩn bị để dựng nên loài người của chúng ta, Đức Chúa Trời phán với chính mình ngài: chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. Có nghĩa là Chúa là môi trường sống của chúng ta. Chúng ta nhổ đời sống của chúng ta, dời đời sống của chúng ta ra khỏi Chúa, chúng ta chết. Cho nên chị em, đừng để bất cứ một điều gì, cũng như có người nào đã dạy chúng ta điều gì sai, loại bỏ ra hết tất cả. Hãy tìm đến cái thời giờ để chúng ta gặp Chúa một cách cá nhân. Và trong những ngày qua chúng tôi cầu nguyện và khích lệ anh chị em sinh hoạt ở trong các nhóm hội thánh. Đơn giản là chúng tôi muốn khích lệ anh chị em để chúng ta cùng khích lệ nhau, để chúng ta sẽ gặp Chúa mỗi ngày.
học lời của Chúa, áp dụng cho đời sống của mình và đi ra nói về Chúa cho người khác. Chúng ta không còn chấp nhận cái tình trạng nghe nói về Chúa qua bài giảng của mục sư, qua lời làm chứng của những anh chị khác, mà chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. Tăng trưởng sống còn là do chúng ta tiếp xúc với Chúa, gặp Chúa. Gặp Chúa cho bằng được. Mặc dù ông gặp cái khó khăn đó là ông thấp quá, đám đông thì rất là đông, ông chen chân vào được. Cái khao khát của ông đã cho ông một cái kế hoạch, một kết quả. Ông đoán thấy Chúa ngày đang đi hướng này, đằng kia có một cái cây, mình thấp mình không thấy Chúa được, mình sẽ mượn cái cây đó để làm một cái diễn đàn, một cái nền tảng, để từ đó mình có thể nhìn thấy Chúa. Và cảm ơn Chúa, cây sung đó đã được mọc lên ở tại cái vị trí đó. Tôi cũng tin nó là ngẫu nhiên. Nhưng nếu chúng ta đọc Luca, chúng ta sẽ thấy chuyến đi này của Đức Giê-xu đến thành Jericho cũng không phải là ngẫu nhiên. Trong sự khôn ngoan vĩ đại ngàn đời của Chúa đấng vô sở bất tri đó, Chúa Giê-xu biết là sẽ có một người khao khát tìm kiếm Ngài ở tại thành Jericho. Cho Chúa Ngài đã sắp đặt chuyến đi đó. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có nhớ cái ngày mình đến nhà của Chúa rồi được cứu không? Hay là cái ngày mà mình tiếp xúc với người làm chứng về ơn của Chúa, tin lành của Chúa cho mình không? Nhìn lại anh chị em nghĩ nó có ngẫu nhiên không? Chắc chắn là không. Câu đáng yêu thương chúng ta biết mỗi một chúng ta đích danh của chúng ta. Ngày sắp đặt. Chúa Giê-xu bảo, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Tội nhân không biết điều đó. Những người thân thương của chúng ta chưa tin Chúa không biết điều đó. Chúng ta cần phải báo cho họ biết. Chúa yêu chúng ta lắm. Và Ngài quan tâm đến từng chi tiết của đời sống của chúng ta. Bản chất của Đức Giê-xu được thể hiện trong phân đoạn Kinh Thánh này. Chúa Giê-xu khác với tất cả đám đông tôn giáo. Ngài thậm chí còn bị họ gán cho và chế giễu Ngài với một cái danh phận, đó là bạn của những kẻ tội lỗi. Nói như một lời khinh miệt đó. Chúa Giê-xu ngồi ăn chung với những người tội lỗi và cái phường thu thuế. Chúa Giê-xu thường gặp những người bị xã hội từ chối và thấy ở họ cái chất liệu tốt nhất cho mục đích của Ngài. Anh chị em nhớ, không phải là những gì chúng ta có mà Chúa Ngài muốn tìm ở trong đời sống của chúng ta đâu. Ngài muốn tìm những người sẵn sàng để được thay đổi thành một người mới. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu thường đi ra ngoài lề của xã hội. Ngài muốn tìm những con người tội lỗi nhưng mà có một thái độ ăn năn và tìm kiếm Ngài. Để rồi khi cuộc đời của họ được biến đổi thì lời làm chứng của họ sẽ là những lời làm chứng tốt đẹp về tình yêu và ân điển của Chúa. Chúa Giê-xu, Ngài tuyên bố Ngài đến để tìm những người tội lỗi, những bệnh nhân, chứ Ngài không đi tìm những người công bình. Ngài tìm những người lạc mất. Chúng ta nhớ hầu như là điều đầu tiên trong thánh chức của Chúa. Ở tại giếng Sikha, ở thành Sikha, giếng Gia-cốp ở thành Sikha, Ngài nói chuyện với một phụ nữ có 5 đời chồng. Và cái người mà bà đang chung sống chưa phải là chồng của bà nhưng mà đã sống rồi. Bà là một người Samari, là một dân tộc ngoại lai. Lịch sử cho chúng ta biết 10 chi phái miền Bắc của Israel họ bị tản lạc. Họ lập gia đình với dân của các nước lân cận. Sanh ra, đó là bắt đầu của những người Samari. Cuối cùng, của chức vụ của Chúa, chúng ta nhìn thấy Ngài chịu đóng đinh ở giữa hai tên cướp. Và Ngài cũng đã ra lệnh ân xá cho một tên trong số của họ khi Ngài đáp lời yêu cầu. Tại Giê-xu khi Ngài vào nước của Ngài xin nhớ đến con Chúa rằng được, ngày hôm nay ngươi sẽ được ở với ta nơi Paris. Chúa gặp gỡ tội nhân khi bắt đầu thánh vụ của Ngài. Đến giây phút chót, Chúa chịu đóng đinh ở giữa hai tên cướp. Và đó là bản chất của Chúa Giê-xu của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nên khi chúng ta đi ra và chúng ta gặp gỡ những tội nhân, chúng ta nói về Chúa cho họ, chúng ta đang mang lấy bản chất mới là Đức Chúa Giê-xu Christ trong đời sống của chúng ta. Sáng nay tôi có thăm hỏi thêm về một thiếu nữ trong hội thánh của chúng ta.
là bạn gái của con trai của anh chị Quỳnh Quốc Dũng. Cháu nhờ tôi cầu nguyện vì có chuyến đi sang Ấn Độ cùng với một hội thánh mà chúng ta quen biết để truyền giáo. Hỏi sao chuyến đi của con ra sao? Cháu trả lời amazing. Chúa ngài cho giúp đỡ cho rất là nhiều người, giới thiệu về Chúa cho họ và nhiều người được phước, được cứu. Và Chúa bày tỏ quyền năng và sự hiện diện của ngài một cách rất là lạ lùng ở trong chuyến đi đó. Và tôi cười và xác nhận với cháu, chúng ta chỉ gặp Chúa được khi chúng ta ở trong cánh đồng truyền giáo. Vì Chúa ngài bận rộn, ngài làm việc ở ngoài đó đó. Muốn gặp Chúa, anh em phải ra đi. Muốn gặp Chúa, muốn kinh nghiệm Chúa, anh chị em phải ra đi. Ở đây không phải là chúng ta phải đáp một chuyến bay đi đến một cái xứ xa, bước ra khỏi nhà của mình, bước qua nhà láng giềng, bước qua cái chỗ làm của mình, bên phía bên kia có một người mà chúng ta biết rằng họ cần Chúa. Thì thần linh chúng ta sẽ thấy quyền năng của Chúa, thể hiện ngài, bày tỏ sự hiện diện của ngài tại đó với chúng ta, vì Chúa ngài rất thương những người lạc mất. Chúa đến thế gian này vì họ mà. Chữ họ từ đây, trong đó có chúng ta trước đây đó anh chị em. Đừng bây giờ được Chúa ngài dọn dẹp thì đời sống của chúng ta sạch sẽ rồi, chúng ta chê những người tội nhân, mà chúng ta nói rằng những người tội lỗi đó tôi không muốn đến gần họ. Chúng ta cũng vốn là một ở giữa họ. Bản chất về sứ mệnh của ngài, toàn bộ bản chất sứ mệnh của Đức Chúa Giêsu là cứu chuộc, biến đổi điều trái nghịch với Chúa Trời trở nên điều đẹp lòng ngài. Phaolô nói Đức Chúa Giêsu Christ đến thế gian để cứu những người tội lỗi, trong đó tôi là người đứng hàng đầu. Chương thứ nhất chương 1 câu 15 chép: đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Trong những tội nhân đó, tôi là người đứng đầu. Cảm ơn Chúa. Chúa biết ông Phaolô tội lỗi như vậy không? Biết. Chúa biết tất cả về con người này, nhưng Chúa vẫn yêu ông và muốn cứu ông về. Cũng như Chúa biết sao chê. Chúa lấy tên của ông gọi ông. Đức Giêsu cũng đã tuyên phán ở trong Ma-thi-ơ chương 9 câu số 13: vì ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Đó là sứ mạng của ngài. Nếu điều này là đúng, thì anh chị em cho tôi nhắc lại, hội thánh, nhà thờ không thể là viện bảo tàng được, hay là một tượng đài để chúng ta tưởng nhớ một điều gì đó, nhưng phải là một trạm truyền giáo để chúng ta cứu những người đang bị diệt vong. Xin Chúa thương xót để chúng ta không trở nên những đồ cổ được cất giữ ở trong nhà của Chúa. Có nhiều người rất hạnh diện: tôi tin Chúa mấy chục năm rồi mục sư. Rồi sao? Tôi là ba đời rồi đó mục sư. Ông nội tôi tin Chúa, rồi ba của tôi tin Chúa, giờ tới tôi đó. Rồi sao? Nếu chúng ta đến thế hệ thứ ba mà chúng ta vẫn ngồi trong các ghế của nhà thờ, thì chúng ta đã trở nên đồ cổ anh chị em ơi. Mà hội thánh thì không phải là một đạo bảo tàng viện chuyên môn để đi và thu góp đồ cổ đem về cất cho nó quý. Ai trong Đấng Christ là nấy được dựng nên mới. Cảm ơn Chúa. Chúa thì ngài muốn tìm và tạo những điều mới, nên cuộc đời nên mới. Ma quỷ thì nó biến công việc của Chúa, những người thọ ơn, biết ơn Chúa, nhận ơn Chúa, bây giờ lại thích làm đồ cổ, đem ra xài nó sức mẻ, để càng lâu nó càng có giá. Nhưng mà đó không phải là chức năng của người chế ra cái món đó. Tôi không nghĩ một người tạc tượng, tạc cái tượng mà nghĩ rằng làm sao để cái tượng của mình sẽ đi thẳng vào ở trong viện bảo tàng ở trong đó luôn. Nhưng người ta muốn cho mọi người có cơ hội để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta bước ra. Đời sống của chúng ta, lời nói của chúng ta làm chứng lại điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Câu số 10 có 13 chữ, nhưng nói lên sứ mệnh vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Không từ bỏ một người nào hết. Bởi con người đã đến để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Trong bản tiếng Anh và nguyên tác thì nói rộng hơn nữa. Bởi con người đã đến tìm và cứu những thứ đã bị mất, những điều đã bị mất. Trong đó có sự phục hồi khi chúng ta gặp Chúa, Chúa tìm và cứu để phục hồi chúng ta. Những phước hạnh mà đáng lý chúng ta có khi Chúa ngài dựng nên chúng ta.
bị mất vì tổ phụ của chúng ta đã phạm tội, Chúa phục hồi lại tất cả. Quan trọng nhất là con người, những kẻ bị hư mất, Chúa muốn tìm trở về. Và dĩ nhiên cuộc gặp gỡ này không phải là sự ngẫu nhiên, chúng ta nhắc lại điều đó. Sa-chê, phần của ông đã từng đeo đuổi các đỉnh cao của danh vọng của đời này, đưa nó lên hàng đầu và nhận thấy nó vô nghĩa khi ông được lên đến đỉnh cao của danh vọng. Ông đã trở thành trưởng ngành thuế vụ của cái vùng đó. Theo một số học giả thì còn lan rộng lên đến Jerusalem nữa. Có thể lắm Matthew là cái người làm công việc ở dưới quyền của Sa-chê này. Như vậy, về danh vọng ông đã đến cái chỗ cao nhất ông có thể trèo lên được. Nhưng ông thấy nó là vô nghĩa, vì trong ông vẫn trống vắng. Ông cần được gặp gỡ đấng mà có thể làm phục hồi và làm đầy đời sống của những người mà ông đã nghe nói. Khi Sa-chê trèo lên cây sung đó, thì ông đã trở thành người tìm kiếm. Và đây là điều mà đã khiến ông được Đức Chúa Giê-xu chú ý. Vì ông đã trở thành người tìm kiếm Chúa. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi của tôi cho anh chị em trong thời giờ này, bạn đã bắt đầu tìm kiếm Chúa chưa? Người đã biết Chúa rồi, có tìm kiếm để kinh nghiệm Chúa càng hơn ở trong cuộc đời của mình, hay chúng ta nói đủ rồi, tôi tin Chúa, tôi chịu bắp tem nước, tôi có một chỗ trên thiên đàng rồi, bây giờ tôi ngồi chơi? Hay chúng ta tìm kiếm Chúa để cứ tiếp tục được ơn của Ngài, để chúng ta tấn tới, để chúng ta trưởng thành ở trong Chúa, để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người mới đến với Chúa sau chúng ta? Hay là được ơn của Ngài, được sự sức dầu và ban ơn của Chúa để chúng ta có thể phục vụ như Chúa Ngài đã định cho chúng ta? Sao chơi gặp Chúa vì ông trở nên người tìm kiếm. Và Chúa Ngài hứa, ai tìm kiếm ta sẽ gặp được. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Những ai tìm kiếm ta sớm sẽ tìm thấy ta. Ma-thi-ơ chương 6 câu 33, nhưng trước hết thì tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Ngài là đấng ban thưởng cho những kẻ hết lòng tìm kiếm Ngài. Cái tìm kiếm của ta đây rất là quan trọng lên xem. Sao chơi bất chấp sự việc. Người có địa vị, mặc quần áo như ông vua mà giờ trèo cây. Như cái đứa liếng khỉ, như người miền Tây của tôi gọi. Giống như một đứa trẻ Sao chơi, ông đã trèo lên cây. Sao chơi phải thôi lo lắng về sĩ diện của mình. Ông cũng không còn lo lắng về cái việc mình được trọn quyền kiểm soát, vì mình là thủ lãnh của công ty, của thế vụ mà, của ngành thế vụ mà. Ông bất chấp, mình muốn được gặp Chúa. Anh chị em hãy sắp đặt cuộc đời của mình để được gặp Chúa. Sắp đặt cuộc đời của mình để chúng ta có thể tiếp xúc được với sự hiện diện của Ngài thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Thứ ba, Sa-chê tìm thấy điều gì ở trong Chúa Giê-xu? Phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy ông tìm thấy một điều hết sức là lạ lùng, đó là Chúa Giê-xu biết tên của ông. Tôi không tin rằng nó sẽ có ảnh hưởng lớn như thế này. Thì Chúa Giê-xu nhìn lên và nó nói, cái anh kia hay xuống. Thì ông không có một chút gì kinh ngạc về quyền năng và sự vĩ đại của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu nhìn lên và Chúa nói, Sa-chê hãy xuống. Ngài biết tên tôi. Cảm ơn Chúa. Một trong những cái điều phước hạnh mà cũng là rất là quý, đó là có những người đã từng đến thăm viếng hội thánh của chúng ta 10 năm, 20 năm về trước. Chúa Ngài ban phước cho tôi còn nhớ họ, mà còn nhớ tên của họ nữa. 3 tuần trước có một chị em đi đến, chị Loan hướng dẫn đến nhóm lại với chúng ta. Bước lên nhà cầu nguyện, tôi hỏi, tôi gọi tên của cô rưng rưng nước mắt, không sao không nhớ tôi. Chỉ là một con người mà nhớ tên của một người mà đã cảm động đến như vậy. Huống chi Sa-chê tại đây. Chúa Ngài nhìn lên ông và Chúa Ngài nói rằng, Sa-chê xuống. Con, Chúa biết tên con. Phải, Chúa biết tất cả về chúng ta. Hiện nay chúng ta hiếm được biết đến bởi tên của mình. Chính phủ biết chúng ta qua số an ninh xã hội. Sở thuế biết chúng ta trong cái số của người đóng thuế. Cảnh sát biết chúng ta bằng cái bằng lái xe của chúng ta. Bác sĩ biết chúng ta bằng con số của bệnh nhân. Nhưng Đức Chúa Trời biết tên của chúng ta. Đối với những người khác, chúng ta chỉ là một con số. Bởi cái thái độ lạnh lùng vô cảm của đời sống văn minh của ngày hôm nay, cái gì cũng vào ở trong máy vi tính. Chúng ta chỉ là những con số đối với những người khác, nhưng mà không bao giờ trở thành một con số trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài biết chúng ta.
Thì chúng ta đã nhắc lại, Chúa biết luôn bao nhiêu sợi tóc ở trên đầu chúng ta, Chúa đếm. Và Chúa biết nó vốn đã có bao nhiêu, và trong sau một thời gian nó mất bao nhiêu, bây giờ còn lại bao nhiêu. Chúa Ngài cộng trừ, Ngài tính hết. Và Ngài biết trên đầu của chúng ta hiện tại có bao nhiêu sợi tóc, Chúa biết hết. Và đây là điều mà Chúa Giê-xu Ngài nói, chúng ta tôi nói không một sợi nào rụng xuống mà Chúa không biết. Sợi tóc của chúng ta rụng xuống mà Chúa cũng biết nó. Chúa biết chúng ta rõ đến như vậy. Ở tại đây cho chúng ta thấy điều hết sức là tuyệt vời. Tại đây Chúa Ngài lấy tên của sao trời để gọi ông. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết Đức Chúa Trời là đứng hết sức là lạ lùng. Thi Thiên 147 câu 4 chép: Ngài định số lượng của các vì sao và đặt tên cho tất cả ngôi sao. Ngài định số lượng và Ngài đặt tên cho tất cả các ngôi sao. Có một khoa học gia nghiên cứu và ông nói như thế này: dải ngân hà Milky Way được ước tính có từ 100 cho đến 400 tỷ ngôi sao. Các nhà thiên văn ước tính rằng có ít nhất là 100 tỷ thiên hà trong vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được. 100 tỷ. Mà mỗi một thiên hà như vậy có thể có từ 100 cho đến 400 tỷ ngôi sao. Ngài định cho số các ngôi sao đó, rồi Ngài đặt tên cho từng ngôi sao. Anh chị em có đi ngủ ở ngoài liều theo như hướng đạo hay là một cái nhóm nào đó giúp cho chúng ta, tôi nhớ được học về sao hiệp sĩ nào là Nhưng vì sao mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt ở trên bầu trời, đấng vĩ đại đó, Ngài biết. Theo ước tính là có 10.000 tỷ thiên hà ở trong vũ trụ, tạo ra số ngôi sao mà chúng ta không còn đặt tên được, chúng ta không còn là chục, là trăm, là ngàn, là triệu, là ngàn triệu, là tỷ, rồi ngàn tỷ, là ức, rồi sau đó hết nói nổi. Cho nên các khoa học gia họ nói rằng cái số của 10.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ tạo ra 100 triệu ngôi sao đó, thì nó là con số 1 với 29 số 0 sau đó. Ngôn ngữ của con người cũng không có đủ để nói đến cái sức lớn đó, cái số lượng đó. Nên nó nhìn lên cây sung, thấy một tội nhân bị mọi người ghét bỏ. Rồi Đức Chanh Công Sa-chê: Ô, xin Chúa cho để chúng ta thấy được tấm lòng của Cha của chúng ta trên trời. Và xin Chúa cho lòng của chúng ta hiệp một với Ngài, quan tâm đến những người lạc mặt. Đấng vĩ đại đó có thể đặt tên cho các vì sao ở trong triệu triệu dãy ngân hà ở trong vũ trụ này. Ngài thừa quyền năng để biết tất cả những con người đang sống trên mặt đất này chỉ mới hơn 7 tỷ thôi. Đối với Chúa quá dễ. Ngài biết và Ngài quan tâm. Chúa Giê-xu phán ở trong Giăng chương 10 câu số 3: Người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng của người chăn gọi tên chiên của mình và dẫn ra ngoài. Chúa biết chúng ta một cái thân mặt như vậy. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 139 câu 1 đến câu 6: Lại Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét con và biết rõ con. Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy, từ xa Chúa biết rõ tư tưởng của con. Chúa xem xét lối đi và chỗ con nằm nghỉ, quen biết các đường lối của con. Khi lời chưa ở trên lưỡi của con, Lại Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi. Chúa bao phủ con phía sau, phía trước, đặt tay Chúa trên mình con. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho con, cao đến nỗi con không thể vươn tới được. Chúa biết chúng ta rõ đến như vậy anh chị. Trước khi chúng ta sanh ra, còn chỉ là một cái ý tưởng tìm người yêu, yêu nhau, lập gia đình. Khi chúng ta còn là một cái ý tưởng khởi đầu trong đầu của cha, của mẹ của chúng ta, Đức Chúa Trời đã biết chúng ta rồi. Cảm ơn Chúa. Ông tìm Chúa và đã được Chúa Ngài đón nhận. Có thể nói tất cả chúng ta đều cảm thấy lo sợ rằng Đức Chúa Trời không nghĩ rằng chúng ta xứng đáng để được Ngài tiếp nhận. Nhưng mà Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về đứa con quan đàn đó để cho chúng ta thấy rằng không phải chúng ta, nhưng mà ân điển của Chúa. Tình yêu vô điều kiện của Ngài, Ngài chọn, Ngài yêu chúng ta mặc dù chúng ta không xứng đáng. Cho nên khi vào trong thiên đàng thì lời của Chúa trong video nhắc cho chúng ta, không ai sẽ lên đến đó nhìn tự giáo đi, chắc tay sẽ đích lên thiên đàng. Chỗ này cũng tạm được, tôi tốt lắm cho nên Chúa mới chọn lên đây.
Không có một người nào được kiêu ngạo trước mặt Chúa. Tất cả đều phải rửa, lấy cả vinh miệng mà mình có thể tạo được ở trong đời sống của mình, ném xuống chân của Chúa, sắp mặt xuống thờ lại Ngài, bởi vì ân điển của Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu quá chiều kìa. Anh chị em, có những lúc có ai đến khen chúng ta cái gì đó, chúng ta nghe chúng ta cũng thấy thẹn thẹn trong lòng. Họ nói dường như quá lời, chứ tôi không được như vậy. Còn Chúa Ngài biết chúng ta tất cả. Đây là điều mà tôi nhấn mạnh lên cho em, Chúa biết hết. Ở đây lời của Chúa cho chúng ta biết rằng từ xa Chúa biết rõ tư tưởng của chúng ta nữa. Những điều mà có những lúc chúng ta không muốn để người xung quanh biết chúng ta đang nghĩ cái gì, không giấu được Chúa. Từ xa Chúa Ngài đã biết ý tưởng của con. Chúa xem xét lối của con đi, chỗ con nằm nghỉ, quen biết đường lối của con. Có những cái rẽ trái rẽ phải mà chúng ta ghé qua trước khi về nhà đó, nghĩ rằng vợ của mình không biết, chồng của mình không biết. Chúa biết. Có những lời nhắn tin, có những cái điều mà chúng ta mở lén xem, gia đình của chúng ta có thể chưa bắt gặp, nhưng mà Chúa biết. Không gì giống được Chúa hết. Chúa biết chúng ta rõ lên như vậy, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Đó là điều tuyệt vời về Chúa của chúng ta. Tội nhân không biết. Họ sa ngã, họ phạm tội xong rồi mặc cảm và không dám đến gần với Chúa. Hãy cho họ biết có một người cha yêu thương đang chờ anh đón trở về. Ngài biết tên của anh, Ngài biết tên của chị. Không gì giấu được Chúa đâu. Chúa biết hết tất cả những việc mà chúng ta đã làm, nhưng Chúa vẫn yêu chúng ta, để kéo họ đến trong sự hiện diện của Chúa. Ông tìm được sự phục hồi vào gia đình của Đức Chúa Trời. Câu số 9, Đức Chúa Giê-xu phán với ông: hôm nay sự cứu rỗi vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Ủa sao vậy? Chúa đáng lý ra lời của Chúa nói rằng phải ăn năn mà thì mới được cứu mà. Sao Chúa Ngài tuyên bố như ông đã được cứu và được làm người nhà của Chúa vậy? Ông đã bày tỏ sự ăn năn của ông một cách rất là thật. Thì ở trong sự hiện diện của Chúa, tất cả đều tỏ ra, mà Kinh Thánh dùng chữ là tất cả đều trần trụi ra trước mặt Ngài. Khi Chúa nhìn lên, Chúa gọi: Sa-chê, hôm nay ta phải vào nhà của ngươi. Khi Chúa Ngài bước vào cuộc đời của Sa-chê, tất cả những điều ông làm hiện ra trước mắt ông. Đó là một trong những cái kết quả phước hạnh khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa. Tội lỗi giấu không được, tự nhiên nó lộ ra. Ông thưa với Chúa, vì Chúa Ngài biết tên của ông thì ông cũng nhận biết là Ngài biết hết rồi. Cho nên là Chúa, con sẽ cắt phần nửa gia tài của con. Không phải 20%, không phải 30%, mà 50% gia tài của con, phân nửa gia tài của con bố thí cho người nghèo. Rồi con có làm tổn thất ai điều gì đó, con sẽ đền gấp 4 lần. Đây là sự ăn năn thật. Chúa biết. Nếu chúng ta thật sự ăn năn, chúng ta sẽ không còn tính: ôi, cái này hoàn trả lại mình sẽ trở nên người nghèo nhất ở trong xóm này. Không. Ông muốn ông được phục hồi. Ông muốn ông được nhận sự tha thứ từ nơi Chúa, cho nên ông bằng lòng để ăn năn về lỗi của mình đã phạm với những người khác, và sẵn sàng hoàn trả những gì mình đã làm tổn thất của người khác. Đó là dấu hiệu của sự ăn năn thật. Chúa thấy điều đó. Chúa liền công bố: hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Anh chị em có biết tên Sa-chê của ông có nghĩa là gì không? Công bình. Nhưng mà ông không sống đúng theo như tên của ông. Bây giờ được Chúa Ngài phục hồi, Chúa bảo hôm nay sẽ cứu rỗi đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu của Abraham. Ông trước đây là con cháu của Abraham bởi việc mình sanh ra là một người Do Thái. Bây giờ bởi sự cứu rỗi, ông lại được làm con cháu đức tin của Abraham. Cảm ơn Chúa. Ông được phục hồi về gia đình của Chúa. Lời tuyên bố này cho Sa-chê trở lại quyền làm con của ông trong dòng dõi thiêng liêng của Abraham. Cảm ơn Chúa. Rồi Chúa Giê-xu kết luận những điều này với một câu để chúng ta được nhắc nhở. Chúa Giê-xu đến để tìm kiếm và cứu những người hư mất. Bởi con người đã đến để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Những người hư mất, những người xung quanh của chúng ta hoàn toàn bị hư mất, anh chị em ơi. Dù bên ngoài họ có thể nhìn thấy tốt đó, nhưng mà đây là những con người bị cầm buộc bởi bản thân, bởi thói hư tật xấu, bởi tất cả những loại tội lỗi của tình dục, của ma túy, của nghiện ngập. Những người làm nô lệ cho thần tài, những người đam mê và đang thờ phượng những ông thần của thể thao, và những người bị ma cờ bạc cầm giữ,
Những người đang chạy đi tìm và thờ phượng quyền lực, dùng hết tất cả năng lực của mình để được thăng tiến ở trong công việc. Anh chị em có thể kể tên ra, chúng ta biết rằng họ đang bị cầm buộc, họ đang có nhưng mà không có. Có những điều của trần gian này nhưng mà không có sự cứu rỗi. Họ đang rất là cần. Họ đang đánh mất mục đích mà Đức Chúa Trời đã dựng nên họ. Họ đã đánh trật, đã bắn trật mục tiêu. Chữ tội ở trong tiếng Hy Lạp mang hình ảnh của một người bắn cung mà cái cung đó không trúng vào trong hồng tâm. Anh chị em, chỉ vì một người tốt bề ngoài không có nghĩa là người đó là người được tái sanh. Họ cần Chúa. Và niềm hy vọng mà chúng ta thấy được tại đây, Chúa ban cho cái người tội lỗi lớn như vậy, của ông Sa-chê này, cho chúng ta thấy rằng ai cũng có thể được cứu. Không có tội nào là quá lớn cho ân điển của Chúa. Ngài có thể cứu. Tôi cầu nguyện để tấm lòng của Đức Chúa Giê-xu và sứ mạng mà Ngài đã mang khi lìa thiên đàng đến trần gian này, mang lấy nhục thể, sắm sẵn một thân thể để chịu chết đền nợ tội cho loài người của chúng ta, Ngài đến để tìm và cứu những kẻ hư mất. Ngài đến và tìm và cứu những điều đã bị mất. Xin Chúa cho chúng ta cũng có sứ mạng này, để chúng ta trong lúc làm việc, trong lúc chúng ta tiếp xúc với những người lân cận chúng ta, trong lúc chúng ta sống ở trong cái khu xóm đó, chúng ta luôn luôn ở trong vị trí sẵn sàng, mang giày dép sẵn sàng để rao giảng tin lành của Chúa, để bất cứ lúc nào cánh cửa cơ hội mở ra, chúng ta nói về Chúa cho họ. Tại sao? Vì tất cả xung quanh của chúng ta là những người đang lạc mất. Chúa muốn tìm gặp họ. Họ là những người mặc cảm, tội lỗi, thấp bé ở trong đời sống. Xin Chúa cho để hết thảy chúng ta, nếu chúng ta không làm gì khác hơn được, xin trở thành một cây sung để những người tội nhân thấp bé ở trong đời sống có thể nghe lời làm chứng, nghe những điều chúng ta chia sẻ. Họ đứng ở trên vị trí của đời của chúng ta như Sa-chê đã leo lên cây sung này mới nhìn được Chúa. Đơn giản, chúng ta đứng ngay cái vị trí đó để những ai muốn tìm gặp Chúa có thể bởi sự giúp đỡ chúng ta mà thỏa nguyện. Amen anh chị. Đừng biến cuộc đời của chúng ta trở nên bụi gai, nhưng mà là một cây sung. Đúng thế đó. Có thể nhiều năm rồi không ai ăn trái gì của chúng ta hết đó. Có thể là cây sung mà theo như văn hóa của người Việt Nam của chúng ta, lấy mũ của nó để dán tiền bị rách. Hồi nhỏ ở quê của tôi thì cũng có một cái phương pháp trị liệu là lấy cái mũ sung đó, những ai mà bị những cái mục nhọt, mục u, lấy một ít mũ cái sung, trét ở trên một cái miếng vải, cắt một cái lỗ ở giữa, đặt lên chỗ đó để nó có cái độ ẩm của nó, mà cái mục u đó của mình nó bể miệng để nó xịt mũ ra. Hình ảnh nào chúng ta nghĩ đến cái sung của mình, cái đó không quan trọng, nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta tối thiểu cũng trở nên như cây sung ở trong cuộc đời của Sa-chê này, trong cuộc đời của những người tội nhân chung quanh chúng ta. Vì con người đến để tìm và cứu những kẻ lạc mất. Vì con người đến để tìm và cứu những kẻ lạc mất. Đó là mục đích của Đức Chúa Giê-xu, đó là mục đích của Đức Chúa Trời, đó là sứ mạng của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta sẽ là những người nhập cuộc. Tôi ngồi bên lề nữa, đừng trở nên những đồ quý ở trong viện bảo tàng nữa, nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta là những người ở trong trạm cứu người, sẵn sàng bước ra, sẵn sàng chia sẻ. Nếu chúng ta quên hết những gì chúng ta nghe được trong ngày hôm nay, nhớ một điều: cũng đáng yêu thương chúng ta luôn, cả những tội nhân biết chúng ta rõ đến độ Ngài có thể lấy đích danh của chúng ta mà gọi chúng ta. Và Ngài muốn phục hồi. Sa-chê là công bình, nhưng mà ông đang sống ở trong một lối sống không công bình chút nào hết, để được phục hồi, để trở lại làm Sa-chê đúng nghĩa. Đức Chúa đã dựng nên chúng ta để chúng ta có mối liên hệ với Ngài, để chúng ta được tương giao với Chúa, để Chúa yêu chúng ta và chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài. Nhưng chúng ta đã tẻ tách và chúng ta đã yêu những thứ khác mà không còn yêu Chúa, sống xa Chúa, sống cách ly với Ngài. Chúa muốn tìm và cứu những con người này trở lại để có một mối liên hệ mật thiết với Ngài như cha với con.
những người xung quanh của chúng ta. Dù bên ngoài họ có nhìn thấy tốt đẹp như thế nào, vẫn có những thói quen, những thái độ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Những công việc phạm tội nghịch cùng Chúa, họ cần được phục hồi. Điều mà người lạc mất cần hiểu đó là tình trạng tuyệt vọng của họ. Hãy cho họ biết Chúa yêu họ, họ có thể được phục hồi trong ơn của Ngài. Hỏi các anh chị em của tôi, tôi khóc rất nhiều khi tôi đánh những dòng này trong lúc soạn sứ điệp này. Tiếp nối với những điều mà mục sư Tom Victor đã chia sẻ với chúng ta hôm tối thứ ba, mặc dù nó là phương châm của đời sống của tôi, và trong những ngày qua có một số những công việc làm cho tôi muốn xin Chúa cho con đổi hướng. Và có những người mà trước đây đã lên tiếng mời nhờ chúng ta, mời tôi để tiếp tay với họ trong công việc thấy thành phố của họ, cộng đồng của họ được cứu, được biến đổi cho Chúa. Bây giờ họ có thái độ rất là lùng, bởi vì có thể đã được điều này, được điều kia, được danh phận. Và tôi muốn thưa với Chúa rằng, Chúa, thôi, chắc là thời điểm của con cho nước ngoài hết rồi. Bây giờ con sẽ tập trung vào chỉ cho hội thánh của Chúa và thành phố con đang sống mà thôi. Thì cảm ơn Chúa sứ điệp này, Chúa dạy dỗ và nhắc nhở tôi, con à, còn rất nhiều người tội nhân mà ta yêu nó, yêu chúng nó, đang cần nghe và biết về sự cứu rỗi mà ta đã thực hiện xong hết rồi. Con hãy tiếp tục ra đi và nói cho họ biết. Tôi khóc, tôi nói với Chúa, là Chúa, nó không công bằng chút nào đó. Con đáp lại và giữ lời hứa nguyện của con trước mặt Chúa. Nhưng mà những người khác thì nói, ông đi về Việt Nam là để lấy danh, lấy tiếng, lấy đủ thứ. Ở đây đời sống nó sung sướng hơn rất nhiều, tiện nghi rất nhiều. Ông ở trong chức vụ, ông làm cái đó nó để có tiền rồi. Anh chị em muốn đổi chỗ không? Phải Chúa làm mới lại trong lòng của tôi. Phải đi. Ngày nào còn có sức đi được, ra đi. Ngày nào Chúa mở cánh cửa cơ hội, bước qua những cánh cửa cơ hội đó. Không phải cho con người, mà cho Đấng đã yêu tôi. Và một ngày tôi đã có kinh nghiệm không giống như Sa-chê một cách ly kỳ như vậy, mà Ngài cũng đã lấy tên tôi và gọi tôi. Mặc dù lên đến ở giữa biển cả, ngước mắt lên và thưa với Chúa rằng, con tiếp nhận, con độc sanh của Ngài, mà Ngài đã vì yêu thương đến nỗi ban cho để con không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Chúa nghe lời cầu nguyện đó và Ngài đã đáp lại. Ngài đã đáp lời cầu nguyện lại Chúa, nếu Ngài cho con còn sống, con sẽ dâng những ngày còn lại của cuộc đời của con để nói cho người khác biết về tình yêu và ân điển của Ngài, và sống cho Đấng đó. Và anh chị em cũng cần sống cho Đấng đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta. Đừng sống, đừng sinh hoạt, đừng đến VBC Houston vì mục sư Khánh hay là gia đình mục sư Khánh, như nhiều người họ nói đó là chỗ của gia đình của ông thôi. Hãy đến nhà cha, cùng nhau chăm lo công việc của nhà cha, để chúng ta bày tỏ tấm lòng của cha cho những người lạc mất. Đấng giỏi trong và đưa tay hướng về những người lạc mất, và Chúa nói rằng Ngài đang chờ đợi và Ngài đang lấy dây nhân tình và sức yêu thương của Ngài và đang kéo để nhiều người có thể đến với Ngài. Hãy làm cây sung, nếu mà những người cần có điều kiện để gặp Chúa, cho họ leo trên cây của cuộc đời của chúng ta, chia sẻ cho họ vay mượn đức tin của chúng ta, những điều mà Chúa Ngài đã cho trong đời sống của chúng ta, để ít nhất họ có thể được ở trong vị trí có thể gặp được Chúa. Anh chị em sẵn đó, mục đích của chúng ta để tổ chức đại hội phục hưng cũng không vì một lý do nào khác hơn là BBC trở thành một cây sung. Tại những ai đang khao khát muốn gặp Chúa có thể đến trong cái phương tiện mà Chúa Ngài đang ban cho chúng ta, những gì Chúa Ngài đang cho chúng ta để họ có thể được gặp Chúa. Và niềm vui của chúng ta phải là cảm ơn Chúa vì đại hội cho phép nhiều người được gặp Chúa. Amen anh chị. Hãy đến và kêu lên với Chúa và thừa nhận rằng
điều ưu tiên của Chúa chưa phải là điều ưu tiên của cuộc đời của con. Có thể anh chị em đã đến nhà Chúa ở trong những ngày qua, chúng ta mất đi cái mục tiêu này. Từ chỗ là Chúa, con có thể làm gì để con có thể hầu việc Chúa, đã thành cái chỗ không biết trong hội thánh này có gì dành cho tôi. What in this for me? Có thể chúng ta nghe những người đã gieo vào trong tư tưởng của chúng ta ý tưởng hết sức là nguy hiểm. Thấy không? Người ta đi nhà thờ chỗ đó đó, chỉ có vài năm là đã được tiến cử lên để làm người hầu việc Chúa. Còn nhìn anh đi, đi cái nhà thờ chỗ VBC Houston đó bao nhiêu năm nay rồi mà có được cái gì không? Anh chị em, nếu chúng ta đi kiếm địa vị tại đây, chúng ta lộn chỗ. Nếu chúng ta muốn đi tìm cái sự tôn vinh, chúng ta cũng lộn chỗ, vì hội thánh tại đây đã được Chúa Ngài hướng dẫn để chúng ta thành lập. Đấng duy nhất là đối tượng của sự tôn vinh của chúng ta, là Cha của chúng ta. Nên cho em muốn đi kiếm một cái chỗ mà mình đi vào một cái là từ ông mục sư cho đến tất cả những em khác, và dạ thưa, tôi không có đi đến cái nhà thờ đó nữa, tại vì ông mục sư cũng không chào tôi. Tưởng đâu mình đến nhà Chúa để thờ phượng Chúa mà, chứ phải mình đến đó để mình được người ta thờ phượng mình mà. Xin Chúa Ngài ban phước. Nếu chúng ta đã có những cái lệch lạc trong đời sống của chúng ta, hãy đến và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con thừa nhận rằng ưu tiên hàng đầu của đời sống của con đã bị lệch lạc. Ưu tiên của Chúa chưa phải là cốt lõi của cuộc sống của con, xin Chúa tha thứ. Hãy đến với Chúa và cầu nguyện: Xin Chúa cho con được dự phần để biến VBC Houston trở thành một hội thánh tìm kiếm người lạc mất. Vì con là hội thánh của Chúa, con là những hòn đá sống xây dựng hội thánh của Ngài, chứ không phải một sư khánh, cũng không phải là ai khác, mà chính con. Con là hội thánh của Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.